Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh VN Lighting. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về hai bộ sản phẩm đèn LED âm trần tán quang của Rạng Đông. Đây, trên tay tôi đang là hai sản phẩm đèn LED âm trần tán quang Rạng Đông. Thì hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một. Nhất là cái đèn âm trần thông thường tán quang 7W của Rạng Đông. Thì ở đây thì chiếc đèn được cấu tạo bởi thứ nhất là mặt tán quang này, mặt tán quang này, hai là mặt tán quang thì nó đang được sử dụng đế nhựa các bạn nhé, đang được sử dụng mặt nhựa ABS này, hai là đế đang sử dụng đế kim loại đúc nguyên khối này. Thì ở đây thì nó đang ký hiệu của modem của nó đang là AT0490/7, tức là lỗ khuét 90 này, 7 là 7W này, và đây đang là ánh sáng 6500K. Nó có 3 ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng trắng, vàng hoặc trung tính, và nó có một dòng nữa là đèn đổi màu, 3 ánh sáng trong một chiếc đèn. Thì ở đây thì tôi đang cầm trên tay là chiếc đèn đơn sắc 6500K ánh sáng trắng. Thì đây hãng người ta đưa ra là đang sử dụng chip LED Samsung này. Hai nữa là lỗ khuét ở đây, lỗ khuét 90 này, cái mặt của này, cái mặt của chiếc đèn này là mặt 120. Mặt 120 đang sử dụng điện áp là 220, sử dụng nguồn cách ly các bạn nhé. Cho cái ánh sáng, đây mình sẽ test luôn ánh sáng. Cho cái ánh sáng không bị nhấp nháy và không bị rung. Đây các bạn có thể nhìn rõ. Không nhấp nháy, không bị rung. Là đấy là nguồn cách ly rất đảm bảo và tốt cho thị lực của mình. Thứ hai nên là các bạn có thể nhìn thấy bộ sản phẩm thứ hai, tức là nó lại đặc biệt hơn một chút, tức là nó là đèn LED âm trần nhưng có cảm biến. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là cảm biến này, mà khi mà mình có thể đi co hoặc là có vật chuyển động thì cảm biến này sẽ hoạt động và nó sẽ tắt, nó sẽ bật chiếc đèn này lên, mình không cần phải thông qua công tắc nữa mà nó sẽ tự động nó bật lên. Thì đây các bạn có thể để ý, đây cũng đang sử dụng chip LED Samsung này. Và chiếc đèn này là chiếc đèn 9W, lỗ khuét của nó đang là 110. Lỗ khuét 110. Ở đây mình đang sử dụng chiếc đèn là ánh sáng vàng, nó cũng có trắng vàng. Nó không có trung tính các bạn nhé. Chiếc đèn này thì nó không có trung tính mà nó chỉ có trắng hoặc vàng đối với đèn cảm biến. Thì mặt của nó cũng đang sử dụng như những chiếc đèn 7W này, là mặt nhựa ABS này, nhôm đúc nguyên khối, lỗ khuét 110, và cái mặt ngoài của nó đang là 140. Đang sử dụng, tất cả đang sử dụng chip LED Samsung. Còn các bạn có thể để ý ở đây, chiếc đèn này thì nó đang sử dụng cảm biến, ở đây nó cảm biến góc 90 độ các bạn nhé. Các bạn hình dung như là đây, như thế này. Không phải góc 90 độ là 90 độ từ đường thẳng này lên đâu. Đường thẳng này lên là đây là 90 độ đâu, mà nó sẽ góc 90 độ từ đây này, vát như thế này lên. Đấy, như là góc 90 độ nó sẽ quét. Độ cao của nó là nó quét được từ 3 đến 4 mét. Là bán kính, bán kính của nó quét 3 đến 4 mét, như vậy là hoàn toàn yên tâm mà khi các bạn có thể sử dụng lắp ở trong nhà mình. Thì khi mà các bạn sử dụng chiếc đèn này ấy, là nó sẽ có cái ưu điểm là mình không phải tắt bật công tắc làm gì, mà khi mà ánh sáng được bật lên thì khoảng độ 180 phút nữa, 180, xin lỗi các bạn, 180 giây nữa thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động nó tắt, chiếc đèn này nó sẽ tự động nó tắt đi này. Đây mình có thể để như thế này để các bạn nhìn thấy. Nó sẽ tự động nó tắt. Và khi mà mình đi vào cái vùng quét của chiếc đèn thì nó sẽ tự động, cái mắt cảm biến nó sẽ tự động nó nhận biết được là có sự chuyển động ở trong cái vùng đấy, thì nó sẽ tự động nó đưa cái tín hiệu về cái chiếc nguồn này. Đưa tín hiệu về nguồn này thì nguồn này nó lập tức nó lại sẽ cấp điện lại cho cái chip LED ở trong chiếc đèn này, là nó sẽ lại bật lên. Đó, nó là như vậy thôi. Còn mỗi lần trễ của nó là 180 giây nhé.
chứ không phải là mình đi qua một lúc đi qua là nó lại tắt và nó lại bật lên đâu, mà nó có sự trễ để cho giảm thiểu cái vấn đề tắt bật nhiều lần trong cái quãng thời gian ngắn đấy, cứ tắt bật nhiều lần là nó cũng không tốt. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của đèn của hãng dạng đông. Thì ở đây các bạn có thể tham khảo về cái giá cả ở trên trang web của dạng đông. Và các bạn có thể thắc mắc về các thông số kỹ thuật và các lắp đặt. Thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo cái số hotline. Thì ở đây thì chiếc đèn này đang sử dụng chip LED Samsung CRI là 80 và tuổi thọ của nó là 20.000 giờ. Nó đang sử dụng điện 220V từ 150 đến 250V. Giá điện áp rất rộng đảm bảo cho cái việc là đèn thắp sáng được ổn định. Thì quang thông của nó đang là 630 lumen. Đối với lại ánh sáng vàng và ánh sáng trắng thì đang là 650 lumen. Đấy, hiệu suất quang thông cũng đạt trung bình khá. Rồi, còn đối với chiếc đèn 7W này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là đang sử dụng cũng sử dụng chip LED Samsung và đang có cái quang thông của 7W là 500 lumen đối với ánh sáng trắng, và ánh sáng vàng đó là 470 lumen. Thì dòng này thì tôi cũng chưa thấy là người ta ghi là ánh sáng trung tính đâu. Đó, và tất cả các dòng rạng đông này người ta đang được bảo hành là 2 năm đổi mới. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của đèn. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.